Trên trang Facebook cá nhân, Quang Vinh vừa đăng tải tệp tài liệu thống kê các khoản chi trong chuyến đi từ thiện các tỉnh miền Trung vào cuối năm 2020. Theo thông tin Quang Vinh cung cấp, tổng số tiền hai vợ chồng Quang Vinh Thủy Tiên đã sử dụng để hỗ trợ người dân khó khăn là hơn 181,2 tỷ đồng. Cụ thể, số tiền này được chia ra cho Hà Tĩnh 2.066 hộ, hơn 40,2 tỷ, Quảng Bình 14.979 hộ, hơn 50,5 tỷ, Nghệ An 997 hộ, hơn 9,2 tỷ, Quảng Trị 20.480 hộ, hơn 33,4 tỷ, Thừa Thiên Huế 18.378 hộ, hơn 18,3 tỷ, Quảng Ngãi 2.620 hộ, 14 tỷ, Quảng Nam 2.486 hộ, hơn 12,7 tỷ. Cũng trong tối ngày 15 tháng 9, Thủy Tiên cho biết cô sẽ sao kê tài khoản ngân hàng từ trước khi kêu gọi 5 ngày và sau khi công bố kết thúc chuyến từ thiện 3 tháng. Mục đích của việc làm này, theo nữ ca sĩ, là để xác nhận xem tổng số tiền kêu gọi được có đúng như công bố trước đó không hay là 320 tỷ, 700 tỷ như một số thông tin trên mạng xã hội. Về thông tin sử dụng 3 số tài khoản trong thời gian kêu gọi, Thủy Tiên cho biết, tôi chỉ sử dụng duy nhất một số tài khoản ngân hàng VCB 0181003469746 để kêu gọi cho chuyến từ thiện miền Trung, không hề có số thứ hai, ba nào khác như các thông tin bị đặt. Thủy Tiên nhắn nhủ nếu ai có bằng chứng nào gửi vào số tài khoản khác của cô, ngoài số tài khoản nêu trên cho đợt từ thiện miền Trung thì vui lòng gửi lên Facebook cô hoặc cùng cô ra ngân hàng VCB Nam Sài Gòn đối chứng trước tất cả mọi người. Đồng thời, Quang Vinh thông báo buổi sao kê số tiền quyên góp sẽ được phát trực tiếp tại ngân hàng Vietcombank vào lúc 14 giờ chiều ngày 17 tháng 9 trên fanpage Thủy Tiên. Thời gian qua, cảm ơn mọi người đã dành nhiều quan tâm cho vợ chồng Quang Vinh Thủy Tiên. Đồng thời, Quang Vinh cũng muốn gửi lời cảm ơn những mạnh thường quân đã tin tưởng, cùng lời xin lỗi vì ít nhiều khiến mọi người phải phiền lòng. Hiện tại, thành phố đã nới lỏng giãn cách tại một số quận, vì vậy Vinh sẽ trực tiếp đến ngân hàng sao kê. Xin được mời tất cả mọi người cùng đồng hành với vợ chồng Quang Vinh, Thủy Tiên trong buổi live stream ban sao kê ra trước công chúng trực tiếp tại Vietcombank vào lúc 14 giờ ngày 17 tháng 9 trên fanpage Thủy Tiên.